Hello everybody, welcome back to my Tune Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Tune Gameplay mình trong series 8 tựa game hôm nay. Và mình sẽ bắt đầu đường tựa game đầu tiên trong video này cùng các bạn nào. Đó chính là Adventure. Let's start with this game right now. Kid Advance, all the games. Bắt đầu nào các bạn. You need to escape this one. Và nhớ mình mãn được các bạn. 9731 9731 cho đi vào cuộc trường học này, classroom. This one. Đây là chiến tranh các bạn. Shop door đi qua đây nào các bạn. Open the door. And go upstairs. Đi vào cái phòng này đầu tiên. Chiếc thức giả vỡ ở đây rồi bạn. Chỗ đó mà nó vỡ ở đây rồi. Cho sang cái phòng này rồi bạn. Chiếc kính rồi. Chứ chìa khóa chắc đây luôn các bạn. Đúng không? Đúng house key. Chứ chìa khóa đây nè các bạn. Cho nó quay trở lại để lấy chiếc mắt kính nào. That's it. Mang chiếc mang luôn chiếc kính này về phía bên kia nào các bạn. Vào đây các bạn. Chiếc này là chiếc bàn này. Chết nào các bạn. Controller. You need it. Để nó để làm thanh gạch mở cửa các bạn. Quay trở lại chiếc chìa khóa nào. Greenhouse key. Bởi khá đơn đang đi vào trong đây nè các bạn. Tắt những con tắt điện đi nào. Chưa nguồn điện tổng các bạn. Không tắt đi nát nữa chúng ta sẽ bị giật. Nếu khi chúng ta động vào những ổ điện khác các bạn nhé. Chiếc kim đây nào. Quay cắt đây. Ở đây cái pin này đi nhỏ các bạn. Chiếc len cùng chiếc kính các bạn.
chắc chắn kiếm nghề được ạ. Cháu cho cần quay trở lại phía bên kia nào. Nếu bên bạn gọi là 9731. Quay người trở về phía bên kia nào bạn. Rồi hát chết nào. Khi cho hát đầy hộp thức ăn của bà ta rơi xuống đất thì bà ta sẽ cần phải gọi hộp thức ăn mới từ người đàn ông Ice Cream Man các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy chờ người đàn ông Ice Cream Man đi nhé. Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chúng ta nào. One more time. Chờ ta mang đồ ra khỏi. Đây rồi. Nên lợi dụng cơ hội này để lấy chiếc chìa khóa từ Evinan các bạn nhé. Sẽ mở cửa ra khỏi. Đây. Chờ khi bà ta vào đi qua đường ống này. Chúng ta làm bà ta giật mình và đưa chiếc chìa khóa xuống bọn nhé. Ok, we activate the level. Cho camera vừa mới lấy chiếc chìa khóa nào. Go to the garden right now. Yeah. Go inside the garden. Hãy đi qua phía bên này nào bạn. Chiếc chìa khóa nằm dưới ống cống này. Hãy moi lên nào. Ok, we have the main door key. Tôi cho cần phải lên phía dưới nhà, chúng ta vào đây nào. Tôi chỉ nhìn chiếc chìa khóa padlock các bạn. Padlock key, cùng mở chiếc khóa ra nào. Gummy, come in. It's cold. Chúng ta phá ra vào trong tựa game này các bạn. Mình sẽ để trong
lần tiếp theo khám phá tiếp cốt truyện của tựa game này các bạn này. Nếu có phần tiếp theo nữa. Now we move on to the next game. Chào mừng tới Sony. Vậy cùng luyện 300 độc vàng, đồng đỏ này các bạn. Cô này, cô có trở về ô tô của Star ạ. Chụp anh chào càng kìa.
khá xa các bạn. Điền thắt một câu trả lời. Cái đồ bắt đầu chơi đến này. Xôi cái ảnh ra cho cả thế giới xem là bạn ơi. Gọi là you don't be able to. You got to sort of work this picture and close. Cho có gần. Cảm ơn các bạn đã xem tiếp này, cùng mình chuyển sang tình hình tiếp theo nào. Vậy let's play now. The first time. Tìm những bộ phận của khẩu súng đâu vậy? Đây nào. Đây là phần bàn súng vận phát hợp shotgun. Fight of shotgun. Đây là spalak này. Có 2 phần của khẩu súng không ạ? Để không tay nữa ạ. Just especially sao để tìm ra cái búa ở gần đây gọi nhỉ? Cứ như chả em à, chỉ là pháo thôi. Cutting glass. Let's
À đây rồi. Parasol này rồi. Cái điều đàn nào, dead. Ok, để tôi tháo cuộc. Cuộc gọi mình chuyển sang tí tiếp theo nào. Scare đi tiếp cho bà đi. Let's play now. Place a pin on sofa so that it's pin misty and enjoy watching her suffer. I like tea so much. Oh, no. Let it. Let the pin on the sofa. Go out before Misty catch us. Something about that, but đang ngồi bên này cơ mà. Lại là một chàng. I like tea so much. Stop.
Cô đi bàn nhà kho là mọi người mình chút kìm. Bắt chạy ra ra để mình lên đi các bạn. Chúng ta di chuyển luôn này. Để có cái xe mới ăn bên này bạn. Anh đi xe trước. Ta sẽ đem vào cho đi dùng. Ta chết cửa thế đó. Ta đi tìm được cái ai. Quay những cái thông này. Như vậy chúng ta đã có được thằng vé rồi các bạn. Quay trở về căn phòng đầu tiên ở dãy này. Đã trao đổi mai rồi các bạn. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. That is enough. Làm chiếc giá ở xuống nào bạn. Mặt chiếc ga là phải xe và di chuyển các bạn. Về chúng ta sẽ rủi hoàn thành gọn nhiệm vụ để giải cứu Lisa. Và mình sẽ dành khoảng thời gian còn lại để cùng gọi chuyển sang thời gian cuối cùng trong video ngày hôm nay. Ta sẽ nhận Origin 3. Let's skip now. Let's play now. New trial. Vô cái phòng trước mặt. Cho cần một tồn tại để tìm lý do vì giải cứu người bạn chúng ta gọi nè. So scared.
chìa khóa đầu tiên các bạn. Chìa khóa sẽ có đố màu sáng như này các bạn nhé. Theo các bạn, cho chúng ta tìm đủ 5 chiếc khóa một chiếc hộp và chúng ta đã đủ điều kiện để chúng ta vào đây các bạn. Đây và cách chơi tựa game thì đơn giản thôi các bạn, chỉ đủ thêm 3 chiếc chìa khóa nữa, chỉ đủ 5 chiếc chìa khóa này. Và cho ai có thể đủ điều kiện để chơi thác ở đây các bạn này. Và bây giờ mình sẽ cùng, đây cũng là tựa game cuối cùng trong video này của mình các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, mình hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Thank you.